Báo Vietnamnet đưa tin, ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ để tạo điều kiện cho công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường có tên đầy đủ là khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường. Dự án này ban đầu do công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng. Đến năm 2019, dự án đã được chuyển nhượng cho tập đoàn Phúc Sơn. Tính đến nay, dự án đã trải qua tổng cộng 4 lần điều chỉnh quy hoạch. Tổng diện tích của dự án này trên 186 ha, thuộc địa phận huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, phần đô thị có diện tích gần 93 ha, phần chợ, kho vận chuyển có diện tích hơn 61 ha. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến dự án này. Bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phúc Sơn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Trung tướng Tô Ân Sô thông tin, dự án này từng có giai đoạn khiến nhiều người chú ý vì giá bán sang tay lên tới 30 đến 60 triệu đồng một mét vuông. Thời điểm chưa được bán, chỉ ký hợp đồng góp vốn. Đến nay, những người chốt đầu tư vào dự án này đang đứng ngồi không yên. Dự án từng được nhà đầu tư đánh giá đắt đỏ bậc nhất Vĩnh Phúc. Thời điểm sốt đất năm 2021, mức giá của mỗi mét vuông đất tại dự án này lên đến 115 triệu đồng. Khi cơn sốt đất qua đi và với việc Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam thì hiện giao dịch tại dự án rất trầm lắng. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường cho biết, sau khi Tập đoàn Phúc Sơn bị điều tra các sai phạm, huyện đã cho rà soát tất cả các dự án trên địa bàn. Đối với khu chợ đầu mối, có khoảng 20 hộ tìm đến chính quyền để nhờ hỗ trợ, đảm bảo các quyền lợi. Sau khi tiếp nhận phản ánh, chính quyền cũng đã giải thích cho người dân rằng phải chờ kết luận của cơ quan điều tra, kết quả như thế nào thì sẽ thông báo sớm cho các nhà đầu tư nắm rõ. Theo tìm hiểu, ông Phạm Hoàng Anh sinh năm 1975 tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Quá trình công tác, ông Hoàng Anh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như tỉnh ủy viên, giám đốc sở xây dựng Vĩnh Phúc. Tháng 9, 2017, ông Hoàng Anh được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ định làm bí thư thành ủy Vĩnh Yên. Tại đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 đến 2025, ông Hoàng Anh được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức phó bí thư thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Liên quan vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, Bộ Công an đã khởi tố 15 bị can về nhiều tội danh. Trong đó, Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc, Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên, Trần Hữu Định, Giám đốc công ty cổ phần đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn. Ngày 8 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Tại họp báo Bộ Công an ngày 26 tháng 3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu cho biết, trong vụ án này, bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận hối lộ nhiều tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ Công an cũng xác định Hậu đưa hơn 60 tỷ đồng cho ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, ông Hoành sử dụng số tiền này cho nhiều mục đích cá nhân. Thông qua điều tra, lời khai của các bị can, chúng tôi thấy Hậu đã có những hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực, ép một số bị can nguyên là ủy viên ban thường vụ, thậm chí là thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Để làm được việc này, Hậu đã lợi dụng các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn để thực hiện. Đây là hành vi rất nguy hiểm, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước, nhân dân, làm xấu hình ảnh của Đảng, nhà nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay.
Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 28 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Lê Viết Chữ bị điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Lê Viết Chữ bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu Pháo. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Viết Chữ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện, giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị địa phương liên quan. Trung tướng Sô cho biết thêm, hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Cơ quan công an cũng thực hiện khám xét nơi ở của cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ để phục vụ điều tra. Khoảng 20 giờ tối ngày hôm qua, 27 tháng 3, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Theo đó, ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online, khoảng 20 giờ, những người mặc thường phục và sắc phục công an xuất hiện ở nhà ông cựu bí thư tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, khu đô thị Ngọc Bảo Viên, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Sau đó, những người mặc sắc phục công an và thường phục bước vào phía bên trong khuôn viên nhà ông Chữ. Ông Lê Viết Chữ là cựu cán bộ thứ 6 của tỉnh Quảng Ngãi bị bắt trong vụ án liên quan đại gia Hậu Pháo. Trước đó, ông Đặng Văn Minh, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu chủ tịch tỉnh cùng 3 người là cựu phó giám đốc và trưởng phòng cấp sở của địa phương này cũng bị bắt tạm giam. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.